Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của đội công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5. Tại hội nghị, chỉ huy đội công binh số 2 và chỉ huy bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 báo cáo kết quả nhiệm kỳ công tác, rút bài học kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như điều hành, quản lý đơn vị, công tác bảo đảm an toàn, an ninh, nêu một số đề xuất, kiến nghị, góp phần thiết thực cho quá trình chuẩn bị và triển khai các thê đội công binh và bệnh viện tiếp theo. Kết thúc nhiệm kỳ, đội công binh số 2 đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, được chỉ huy phái bộ, bạn bè quốc tế biểu dương, đánh giá cao, nhân dân địa phương trân trọng, yêu mến. Theo đề xuất của Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục Quân y chủ trì phối hợp với Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175 nghiên cứu phương án triển khai hệ thống bệnh viện điện tử e-hospital nhằm hỗ trợ việc điều trị từ xa, đặc biệt đối với những ca bệnh khó, phức tạp, báo cáo lãnh đạo các cấp, xem xét, quyết định.